Hãng JLL vừa công bố báo cáo xếp hạng chỉ số minh bạch thị trường bất động sản quốc tế. Trong đó đáng chú ý là năm nay chỉ số minh bạch trên thị trường bất động sản tại các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, đã cải thiện đáng kể so với các báo cáo trước đây. Theo báo cáo của JLL, xếp vị trí minh bạch thấp nhất tại Đông Nam Á thời điểm này là Myanmar, đang đứng ở vị trí thứ 95 trong bảng xếp hạng độ minh bạch trên thị trường bất động sản toàn cầu. Mặc dù vẫn đang ở mức thứ hạng thấp về độ minh bạch, tuy nhiên vị trí này cũng cho thấy Myanmar đã có cải thiện đáng kể sau năm thập niên dưới chế độ quân phiệt. JLL chỉ ra một trong những khó khăn nhất trong ngành bất động sản nước này là các hợp đồng giao dịch còn thiếu minh bạch. Theo đó, chính phủ có thể tạo điều kiện cho các nhà đầu tư bằng cách thiết lập một cơ quan đăng ký công khai sở hữu thương hiệu cho doanh nghiệp tiếp cận một cơ quan cấp phép dễ dàng hơn để điều chỉnh về thẩm định bất động sản và dịch vụ môi giới. Đứng đầu về độ minh bạch trên thị trường bất động sản tại Đông Nam Á là Singapore, xếp hạng thứ 11 trên toàn cầu. Kế đến là Malaysia, xếp ở vị trí thứ 28 trên toàn cầu. Thái Lan đứng ở vị trí thứ 38 trên toàn cầu. Việt Nam xếp thứ 68, thuộc nhóm có độ minh bạch thấp nhất khu vực. Mặc dù khu vực Đông Nam Á thường xuyên bị xếp vào nhóm không minh bạch trên thị trường bất động sản những năm trước đây, tuy nhiên chuyên gia JLL cho rằng tình hình đang cải thiện khá nhanh theo đà tăng của ngành công nghiệp bất động sản tại khu vực này những năm gần đây. Đây là dấu hiệu tích cực và là một khu vực đầy tiềm năng để hấp thu vốn mạnh trong tương lai.